Hi, thân chào anh em F140, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Vẫn là khu vực quen thuộc nhưng mà khi đội mình phải online vào sớm một chút đúng không? 20:59, khung giờ thần thoại, khung giờ quen thuộc của tất cả các server. Hôm nay mình quên mình chưa xem cái thư của quán rồi, như là hộp quán hôm nay lại không gửi thư về rồi, không biết là màu gì nhân hai nhỉ? Rồi, như mọi người đã thấy là Leona của mình đã lên 6 sao. Leona của mình đã lên 6 sao. Sở dĩ mình vẫn muốn giữ lại Leona là để bởi vì là Sami của mình chưa được ăn phòng đủ, có đủ khả năng để có thể bước vào đội hình chính. Hoặc ngày hôm nay thì mình cũng sẽ là ngày mà mình đưa Kasumi về đội của mình. Những mảnh ghép cuối cùng cũng sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay. Nhưng mà thôi, đầu tiên chúng ta phải tập trung vào vấn đề chính đã đúng không? Phải tập trung vào cái vấn đề là vào top đã. Hôm nay vừa mới vào lúc nãy là thấy là bị to xuống top 30 rồi. Rồi, trong này rất nhiều những thanh niên mới nổi là vào mình thấy mình làm video là rất là ưu tiên mình đúng không? Yêu thương lắm, vào phải táng trước đã. Là to xuống tận top 30. Rồi 8:57 rồi, còn 3 phút nữa mà mình còn 2 lần đánh nữa thì mình sẽ, nãy giờ tìm không thấy tên nam đâu, tìm hẳn lại làm sao nào, làm mới family boy thử nhận thuê tuổi con mèo 24. Đây rồi, hắn đây rồi, táng ngay 58 rồi. Xem hắn để đội hình gì. Rồi, hắn đưa KO trở lại rồi. Hắn đưa KO trở lại rồi. Đội hình của hắn hiện lại trở lại là tứ hồn rồi. Nó phải không ăn được. À, vẫn được Nam ơi, vẫn ăn được. Bạn vẫn xuống. Leona của tớ là lên 5 sao rồi. Lên 6 sao rồi. Nó lên đẳng cao cộng 1 rồi đấy. Đừng đùa. 58 rồi đúng không? Top 12 hôm nay xem mà mình có thể chen được vào top 10 không. Rồi, Skyzer, mấy tên này khó ăn lắm. AND rồi, thử đánh tên thợ nhổ thuê đi xem nào. Đánh tên thợ nhổ thuê này đi. 59 đâu. Đánh hắn xem sao. Rồi, thua. Úi dồi, vẫn thua sâu lắm, Còn một lần nữa. Một lần nữa đánh với ai đây, chờ một tí. Thôi có lẽ là vào thôi. KS794. Đánh top 10 đi. Đánh Alistair đi. Rồi. Kích giờ chắc cũng chuẩn đấy. Rồi, vừa vào đúng chỉ giờ luôn. Rồi, chúng ta sẽ theo dõi trận đấu này. Trận đấu giữa Gấu và Adios. Rồi, như các bạn thấy là đội hình ở bên Vianos đã có Kasumi. Đội hình phía trên khá là cứng cáp với cái sự có mặt của Kasumi và Leonardi. Thêm cái anh chàng bánh bao nữa thì họ tin họ dự là sẽ khá là cứng. Rồi, còn team của mình thì hôm nay thì Leonardi lên 6 sao và được nâng lên đẳng cam cộng 1. Thật ra thì cái kỹ năng thì là còn đang thiếu tiền, chưa hết, nhưng mà thôi, cái này tức cứ đánh. Anh giảm rồi, một pha giảm nộ rồi. Ôi, giảm đúng rồi, giảm nộ đúng là Leona gì nào, xem Leona của tôi thế nào nhé. Nào, rồi hơn 100.000 sát lượng rồi, thế là ngon rồi đúng không? Nghe ngon rồi, nghe kèo này cân đấy. Rồi, giảm nộ đúng Leona gì rồi. Rồi, tuần sau của tôi là Leona gì có bao nhá. Rồi, đâu gì gì đừng tê liệt. Đúng rồi, cái đội hình nhà của mình vẫn là hai Leona đứng cạnh nhau nhỉ, hai bà kia đứng cạnh nhau rồi. Nghe toàn bị hành thôi. Rồi, giảm nộ mắc pha lửa nào, có xóa được ai không? Xóa rồi, xóa thành công, xóa trúng mai rồi. Nghe cái trận này nghe không ổn, nghe là chắc là thua rồi. Tên này cái hàng của hắn cứng quá. Cái cơ bản là tiên mình vẫn còn có 3 nam. Rồi. Ôi rồi, để khổ rồi. Mình đã biết rồi.
Rồi cứ bình tĩnh đúng không? Chưa có sơ mi thì team mình chưa thể thể làm ăn được gì, chưa thể mà ngon nghẻ được với ai cả. Rồi anh đủ 10 lần rồi thì mình sẽ lấy về 1 4 đúng không? Rồi thế là còn thiếu 60 nữa thôi, 60 mảnh, 60 xu đấu trường nữa thì mình sẽ vào nốt, mình sẽ vào lấy nốt ở trong cái đấu trường lên server. Được cái đấu trường lên server thì để vào đấu trường lên server đi. Ở cái mục PK đấu trường lên server này thì mình bị nói chung là cứ lên rồi rớt liên tục. Rớt kinh khủng luôn đúng không? Thôi thì hôm nay cứ nhận trước đã. Rồi còn nhiều lần lắm. 1 2 3 4 5 6 lần nữa cơ. Sau lần nữa cơ, nhưng mà tôi cứ nhận trước đi, nhận để mà lấy Kasumi đã rồi đúng không? Cái trong cái đấu trường lên server này của mình thì bây giờ lên tới cái vàng 1 này là gần như là rất là khó để có thể nhót được lên, toàn những ông chiến gọi là uy lực kinh khủng đây này. Đến cái con clone mà nó mà mình không thể ăn được nó. Từ đã, chỉnh cho thanh niên này mình trước đi. Rồi chiến à, đúng không? Trong thời gian này thì mình đã quyết định sau khi sau một thời gian suy nghĩ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ rồi lại nghĩ thì mình đã quyết định là đầu tư kim cương cho đầu tư kim cương để vào trong thời gian này để tăng sao cho Sumi và Kasumi và Sumi để có thể nhanh chóng sớm nhất trong thời gian ngắn nhất để đưa được Sumi và Kasumi vào trong đường chính. Rồi bỏ qua thôi, cái này xem làm gì. Rồi uy lực nó cao quá. Hôm nay đánh võ đài lại còn gặp đúng mắt Tequila rồi đấy đã. Thế là thôi thua hẳn 3 trận liền, không ăn thua rồi đúng không? Giờ là chúng ta sẽ vào shop. Khoảnh khắc này là cần phải được ghi lại. Cái ngày em ấy về với đội của anh, em ấy về với đội của mình là phải ghi lại. Rồi 2100 đúng không? 2120. Rồi như các bạn thấy đúng không? Mình đã có 98 mảnh. Mua em thôi. Cố gắng đầu tư cho từ giờ cho em, cho em từ giờ đến lúc lên 5 sao. Lên 5 sao thì giờ mình còn khoảng hơn 23k kim cương thôi. Nên là cái đợt hồn hạp này thì mình nghĩ là mình sẽ không lấy cao nét. Chắc thế. Bởi vì cao nét thì thật sự là mình chưa chơi, và mà cái đội mình thật ra là mình có chơi ở trong đội hình 2. Nó là đội hình nó sẽ là đội hình dành cho để khắc chế team siêu nữ. Team 1 của mình là team siêu nữ là team chính, và team 2 là team khắc chế team siêu nữ. Bởi vì mình có đủ những nhân tố để có thể tạo thành một team khắc chế team siêu nữ. Ở server mình thấy cũng đang có khá nhiều thanh niên loi choi nhảy vào làm team siêu nữ, nên là mình phải đề phòng đúng không? Team siêu nữ từ lúc mà tần ú S98 lên ngôi là bắt đầu các khái niệm bắt đầu đổ xô vào chơi team siêu nữ rồi. Mình cũng nằm trong cái đống đấy nên là mình phải có cái sự đề phòng, nó là phải cắt đầu ngay. Rồi võ sĩ. Rồi Kasumi. Rồi xin chào, chào mừng em trở về với đội của anh, cô gái đáng yêu. Rồi nhìn cực kỹ của em ấy, chân không chảm, tấn công toàn bộ giảm 150 độ, hai đỉnh ngẫu nhiên tăng 30% tốc độ hồi nộ cho bản thân. Con gái cần phải ngây thơ và mạnh mẽ. Rồi sớm thôi, trong thời gian tới sẽ sớm thôi, em sẽ lên 5 sao. Sumi của mình thì đang đẹp đẹp, nói chung là trong thời gian này cũng đang cố gắng để đầu tư vào trong hội trong hổ quán. Các bạn có thể thấy là mình giờ này toàn chơi 30 mốc 30 kim cương rồi.
Thì thật ra thì nó hơi đi trái lại với những cái quy tắc mà mình đưa ra khi mà về cái việc tiêu tiêu kim cương. Nhưng mà cái gì mà chẳng vậy, đôi lúc là cũng phải mình tạo ra luật được, mình tạo ra quy tắc và mình có thể tự phá vỡ quy tắc đó, dựa trên cái chuyện đó là luôn luôn giữ đủ cái số kim cương, miễn sao là mình đủ số kim cương để ăn mắc mèo. Các cái kim cương ở ngoài của mình, các kim cương ở ngoài mình chưa nhận, với cả trong với cả kim cương ở trong túi đồ thì chắc là nó cũng rơi khoảng được hơn 10 ca kim cương nữa, hơn 10 ca kim cương nữa. Từ giờ đến lúc ăn mèo thì chắc là cũng đủ thôi, chắc là cũng tích đủ 20 ca kim cương thôi, đạt mốc 41 kim cương, 41 ca kim cương để là ăn mắc mạch rồi, đúng không? Các bạn thấy đây sao tăng tăng sao của mình, bây giờ mới được 27 mảnh rồi, mới được 27 mảnh rồi. Và tất cả các cái mảnh vạn năng của mình giờ vẫn đang chờ, nói chung là vẫn đang được tích góp để chờ cái mảnh ghép cuối cùng của team Sun Hữu, nó chính là Kula. Rồi cái gì nhỉ, à đúng rồi, thì hôm nay video này cũng không có gì nổi bật ngoài cái việc là thật ra thì mình có quay được một cái video. Hôm nay mình vào cái chủ đề ngày hôm nay thì mình định là làm về PK Liên Server, nhưng mà mình có quay được một video lúc trước, nhưng mà như là nó bị lỗi, mình đang cố gắng để sửa lại, để mình thật ra lúc đấy là mình đột nhiên mình chộp được cái tên đấy thôi. Không biết mọi người có nghe đến cái tên Family Gà không? Hôm nay mình có thấy mình thấy hắn đăng hai cái chia sẻ hai cái video hắn PK trên 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 kênh thế giới, mình thấy khá là hay và mình chộp được trong cái khoảng thời gian đó, và mình đã quay lại cũng như là mình đã gọi là gì nhỉ, bình luận về cái hai video đấy, cái đấy của hắn. Rồi trận cuối cùng thì xem mình có lên là thứ ba không, mình được pick đầu. Tất nhiên rồi, mình sẽ không tích GC đâu, mình nếu như là pick GC thì hắn mình vẫn phải pick Odyssey, hắn sẽ pick GC và Geonit rồi, đúng không? Rồi ý, ở cái chế độ PK lên server này mình còn phải nói là mình còn khá thiếu kinh nghiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề PK lên server, và ít và trong cái video vừa rồi thì mình cũng đã học hỏi được một chút từ các bạn Family Gà đấy, cái cách đánh của bạn ấy khá là hay. Đó là cái thứ nhất, là cố gắng team đưa ra dù yếu như nào hãy cố gắng để nó trở thành một team tứ hồn, để nó trở thành team tứ hồn, đúng không? Mình có hai gấu, ba gấu mất rồi, hai rùa, bốn gấu mất rồi, mình chưa có hổ, có hổ này rồi, rùa có rồi, rắn rắn này đi, tên 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 single này cũng là rắn. Rồi cũng có thế nào mà chẳng bạn ấy chẳng chừa cho Athena luôn. Ui rồi kèo này thế này thì đánh cái gì, trời ơi tim bạn nhìn khủng thế, Geonit, Kayonet rồi là cái gì Kasumi. Ui bạn farm bánh ú của server em 138 S38. Một gấu, hai gấu, ba gấu, bốn gấu, đúng không? Thì cứ đưa một tên này lên đầu đã, tiếp theo một con hổ Athena phía sau, rắn đây, rồi gấu, gấu thì lấy con này, nó bây giờ gấu lấy Orochi đi, rồi, rồi team của bạn ấy hổ hổ rùa rùa, đúng không? Ui rồi ôi, cái chế độ kế thừa này mình ghét nhất là gặp ông nào ở cái server mà nó càng thấp vào cái là chơi nguyên là cục bộ mồm này. Thế thì ăn thua làm ăn cái gì, làm ăn cái gì, làm ăn cái gì. Xui quá đánh trận cuối cùng lại vào những cái team mà nó khó nhai như này, mong sao rồi các bạn cứ để đấy. Mình sẽ xử lý thế này,
Rồi, giảm nộ à. Tăng nộ cho Orochi. Giỏi, giỏi, giỏi. Ghê đấy, ghê đấy. Đây, đưa thế này lên. Đúng không? Ôi chết, chết rồi. Athena của mình bị mất nộ rồi. What the hell? Đừng chết nhá. Các bạn xem mình đánh, xem mình đánh thế này này. Rồi thế nào hắn cũng dồn vào single. Rồi. Chết là thế nào sao? Tốt. Đây, cho hai tên này vào đây. Có đủ không ta? Rồi. À quên mất đấy, tại sao Major của đấy mình không nộ nhỉ? Mình nộ vào đấy chắc chắn là nó sẽ vào thằng cao nét. Đang cầu máu đấy, cầu máu đấy. Ngoài cầu máu đúng không? Rồi, chết, tốt. Tốt rồi. Nhà ta kết thúc trận đấu thôi. Đúng không? Ok. Rồi, đầu tiên là phải cho con này ra đã. Đó. Khi đó thì cái gì nhỉ? Cao Nét sẽ là người nhiều máu nhất. Mơ trường sẽ lao vào nó. Rồi đúng không? Chí mạng đi. Rồi. Kết thúc nó thôi. Các bạn thấy sao? Rất hay đúng không? Quá hay. Một người chơi ở PK cũng không thua kém gì tên Family Guy đúng không? Rồi ơi. Tôi đánh hay quá. Ở đây mà kim ba rồi. Các bạn có thể thấy, đó là một cái trận đấu mà nó mình phải gọi là không thể nói là ăn may được đúng không? Đấy là team bạn là trên kèo mình rất nhiều. Đâu có phải pick được tướng ngon mà đâu đúng không? Đừng tưởng ta dễ ăn đúng không? Pick là một chuyện còn PK là một chuyện hoàn toàn khác. Rồi, video của mình thì ngày hôm nay thì mình chỉ chia sẻ đến đây thôi. Bởi vì thật ra là cái phần mà mình muốn nói thì mình nói quá nhiều ở cái video trước rồi. Mình định chia sẻ với mọi người nhưng hôm nay mình chỉ còn có mỗi một trận thôi nên là mình khó chia sẻ với mọi người quá. Cách đánh thì mình xin chia sẻ ngắn gọn như sau. Đó là trong chế độ PK lên server. Điều các bạn cần phải nhớ nhất đó là võ sĩ nào sở hữu hồn lực gì cần phải nhớ. Chắc chắn bạn cần phải nhớ. Và trong chế độ pick, đừng tham những tướng tư chất 14. Đừng cố tham các cái tư chất 14 để làm gì cả. Khi mà các bạn có thể thấy được cái trận vừa rồi, đấy là một minh họa, minh chứng hùng hồn nhất đúng không? Cái cách xử lý về vị trí của các võ sĩ, về lượng đam của các võ sĩ, về power của các võ sĩ ở trong trận vừa rồi có thể nói là mình hơn hẳn cái bạn gì đó nhỉ, hơn hẳn cái bạn gì đó mà vừa bị mình oánh đấy. Đó thì khi sắp xếp điều thứ hai là khi sắp xếp một trận hình thì mọi người hãy nên sắp xếp theo cách như sau. Bạn có 8 võ sĩ, họ cũng có 8 võ sĩ. Khi bạn đưa 4 võ sĩ đầu tiên ra, hãy cố gắng. Nếu như bạn không có nhiều đam, nếu như bạn là người không có nhiều đam nhé, thì bạn hãy cố gắng sắp xếp nó với 2 võ sĩ thủ, à 2 võ sĩ đam, 2 võ sĩ đam, có thể là kỹ hoặc là đả. 1 võ sĩ vệ và 1 võ sĩ
nếu mà có hồi máu được thì tốt, mà không có được thì nên nên sắp đứng, nên sắp đứng ở phía ngay sau võ sĩ đầu tiên ấy, cái võ sĩ vệ hàng trên đầu tiên ấy, sau đó sau cái vị trí sau võ sĩ đó là có thể một trong những cái võ sĩ sau: một là hồi máu, hai là có khả năng hồi sinh, ba là có khả năng cầm lặng, rồi. Tiếp theo đó là nếu như bạn có thể đưa đưa đội hình đầu tiên ấy, lên, đưa đội hình xuất chiến đầu tiên ấy ra là tứ hồn thì là tốt nhất. Bởi vì sao? Khi là tứ hồn thì lượng sát thương cũng sẽ được tăng. Cái thứ hai là lượng thủ cũng sẽ được tăng. Nên là bạn cũng có thể gọi là kéo dài thời gian, kéo dài thời gian nhiều nhất, để cho cái võ sĩ mà giữ đam chủ lực của bạn có được bao. Rồi, ok, nói chung là nói cái này nó chỉ là trên lý thuyết thôi, nó không có cái cụ thể. Thì cái video đó mình sẽ cố gắng sửa chữa, mình sẽ cố gắng sửa chữa, bởi vì là cái video đấy mình bình luận ở cái video đó nó không được hay, nhưng mình thấy là họ có cách đánh rất là ok trong cái chế độ PK lên server. Rồi, hôm nay còn cái gì nữa nhỉ? Hôm nay là, à đúng rồi, tranh đoạt, cái tranh đoạt ngày hôm nay, trời ơi, cái tranh đoạt hôm nay không hiểu sao. Mình có anh em nào là có kinh nghiệm hãy chia sẻ với mình cái là mình đứng ở top 40 từ sáng đến giờ. Nói chung là cái server này thì mình nghĩ là lần này thì mình sẽ thắng thôi, mặc dù là mình rất là ghét là bởi vì là dù họ có hơn mình lực chiến, nhưng mà nhìn về cái cách, về cái kiếm lon năng lượng của server mình cũng hơn khá là nhiều đấy. Mình không có thời gian on đúng khoảng vào khoảng thời thật ra ấy, thì nếu mà on đúng vào lúc 10 giờ ấy thì cái thời gian đấy là cái thời gian gọi là người người đi kiếm lon năng lượng rồi, nên là đấy là khoảng thời gian kiếm lon năng lượng dễ nhất. Tuy rằng là kiếm về rồi thì họ cũng sẽ cướp lại thôi, nhưng mà mình vẫn có khả năng đó là khi mà mình cứ kiếm được cái lượng lon năng lượng ấy rồi thì mình sẽ cống hiến cho server. Thì lúc đấy thì cái lượng lon mà họ có kiếm lại được ấy, thì nó cũng sẽ ít, nó không nhiều như khi mà mình được đánh họ, táng họ những trận đầu tiên. Mình không thể là on được trong cái thời gian đấy, nên là ngày hôm nay mình bị kiếm lon năng lượng rất là thọt. Đây này, những người mà chỉ có những cái tên mà chỉ còn toàn có mười mấy, lúc nãy còn có kiếm được mỗi tên tám mấy nghìn là hên lắm rồi, còn đây toàn những cái thành viên mà còn có 12 nghìn, 8 nghìn này. Ô sao 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 vừa 40 sao dựng lên 29 rồi này, lát à. Thôi để cho vậy, 29 để téo nữa, thôi rồi 30k kim cương thì cũng chén luôn, chén thôi, chén để kiếm được thêm tí nào hay thế đấy, còn hơn là đứng đứng không không được cái vẹo gì. Thôi hôm nay xui quá các bạn, xui quá, cái này thì ăn ngon luôn. 38.000 kim cương, 38.000 lo năng lượng, quá phí. Ôi giời ơi, nhầm 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 nhầm, hôm nào phải canh me, hôm nào phải canh me giờ rất là chuẩn chuẩn tí để gọi là vào đúng giờ để kiếm ít năng lượng. Rồi thôi, video của mình có lẽ là xin chia sẻ ở đây, mình kết thúc video ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu thấy những điều mà mình nói đúng và có thể áp dụng được, nhớ hãy like và subscribe cho kênh của mình nha. Hãy giúp mình là cầu nối, các bạn hãy nhớ mình là cầu nối cho các anh em trong server. Các anh em trong trong server là nơi để các anh em vào và chia sẻ. Hãy chia sẻ những điều gì mà anh em biết, hãy nói ra những cái mình không tốt, những cái khuyết điểm của mình trong những cái lần mà mình chia sẻ, mình cần mình muốn có được những cái lời phê bình đó, để mình
biết thêm cách chơi, có thể chia sẻ được cho nhiều anh em, bởi vì trong trong server cũng có nhiều anh em chưa biết chơi lắm, rất nhiều anh em chưa biết chơi. Hôm nay được hâm mộ 108 lần đúng không? Hôm nay đánh tên Nam Sumi ở và đứng chiếm trệ ở top 3 khá lâu. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video lần sau. Mình là Family Go F140.